Mike Tyson, những trận đánh khó quên nhất gây chấn động làng quyền Anh và người hâm mộ phần 4. Võ sĩ Mike Tyson, anh có biệt danh là Mike Thép, là một huyền thoại quyền Anh hạng nặng người Mỹ. Anh từng là nhà vô địch tuyệt đối hạng nặng ở môn quyền Anh, là võ sĩ trẻ nhất từng giành đai vô địch WBC, WBA, IBF khi mới 20 tuổi, 4 tháng 22 ngày. Tyson thắng 19 trận chuyên nghiệp đầu tiên của mình bằng knockout, 12 trận knockout ngay đầu hiệp 1. Sau khi đánh bại các võ sĩ lừng danh, điều này đưa Mike Tyson trở thành nhà vô địch hạng nặng đầu tiên nắm giữ đồng thời 3 đai vô địch WBA, WBC, IBF. Huyền thoại người Mỹ đã thượng đài 58 trận và giành 50 chiến thắng, trong đó 44 lần hạ knockout đối thủ. Mike Tyson có biệt danh là The Iron, Mike Thép. Với phong cách chiến đấu hung dữ và đáng sợ, anh là một chiến binh đáng sợ nhất trong làng quyền Anh hạng nặng. Anh thiết lập triều đại của mình dài thứ 3 trong lịch sử môn quyền Anh hạng nặng thế giới với 8 lần liên tiếp bảo vệ thành công đai vô địch hạng nặng mà mình nắm giữ. Với những thành tích vô tiền khoáng hậu, anh được xếp hạng là võ sĩ thứ 16 trong 100 tay đấm hay nhất mọi thời đại trong lịch sử quyền Anh thế giới của tạp chí uy tín The Ring. Với thành tích chói lọi của mình, anh vinh dự được đặt tượng vào đại sảnh danh vọng, hội trường danh vọng quyền Anh thế giới, The International Boxing Hall of Fame and the World Boxing Hall of Fame. Bước vào trận đấu ngày hôm nay, anh có thành tích 50 chiến thắng, 4 trận thua, trong đó 44 lần hạ knockout đối thủ. Trận đấu giữa Mike Tyson và Alex Stewart. Trận chiến diễn ra tại hội trường thành phố Atlantic, New Jersey, USA. Trận chiến diễn ra 12 hiệp do ông trọng tài Grant Cappuccino điều khiển trận đấu. Cái tên của ông trọng tài nghe quen quen. À thì ra là hương vị cà phê đây mà. Alex Stewart, võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp người Jamaica, anh có biệt danh là The Destroyer, kẻ hủy diệt, là thành viên của đội tuyển quốc gia dự Thế vận hội năm 1984 tại South Korea. Anh từng giao đấu với các nhà vô địch quyền Anh hạng nặng nổi tiếng như Evander Holyfield, George Foreman, Oleg Makhachev và Michael Moore. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, anh có thành tích 43 trận thắng, 10 trận thua, trong đó 40 lần hạ knockout đối thủ. Dựa vào tỷ lệ knockout cũng cho thấy tinh thần chiến đấu ghê gớm của cả hủy diệt. Hãy chờ xem cả hủy diệt có tiêu diệt được nhà vô địch Mike Thép không nhé. Rõ ràng Alex Stewart có thể hình vượt trội hơn Mike Tyson. Tuy vậy vừa mới chạm găng thì anh đã lãnh ngay một cú móc thuận tay phải và anh đổ gục xuống sàn. Thật quá bất ngờ. Mike Tyson xử gọn con mồi. Kẻ hủy diệt chưa kịp lên kế hoạch để tiêu diệt đối thủ thì lại bị chính đối thủ hủy diệt. Và lần này thì Mike Tyson ngã sóng sòi do sàn đấu trơn trượt chứ không phải do Stewart tấn công. Lại một cú móc vòng cầu tay thuận quá uy lực và lần này Stewart phải nằm đo sàn. Có thể thấy rõ số phận của Alex giờ giống như ngọn đèn dầu leo rét trước cơn cuồng phong cấp 20. Tyson missed with a left that would have done it. He's very calculating now, Tyson. Two more right hands land. All right, Alex, let him out, Alex. Stewart must land something or else it's just a question of vâng, xin thưa quý vị, lần này là cú móc trái kinh hồn bật vía. Ông trọng tài Cappuccino phải cho dừng trận đấu. Khán giả hãy nhìn vào ánh mắt vô hồn của Alex Stewart.
kẻ hủy diệt thì biết. Ánh mắt nói lên tất cả sự tuyệt vọng, bất lực trước sức hủy diệt của mai thép. Cho dù Stuart cố gắng ôm, né tránh những đòn tấn công vũ bạo của mai thép, nhưng anh cũng đành bó tay toàn tập. Còn mai thép có biệt danh là chiến binh hung tợn nhất của làng Quyền Anh hạng nặng, quả không cường điệu chút nào. Ladies and gentlemen, the official main event of the night, featuring 10 rounds of boxing in the heavyweight division. Introducing, in the blue corner, fighting out of Los Angeles, California, weighing in at 215 pounds, with a professional record of 20 wins. Ladies and gentlemen, the officials assigned for the next bout of the evening by the Nevada State Athletic Commission. The judges will be Chuck Ciampa, Art Lurie, and Dolby Shirley. Your referee is Richard Steele. The next bout of the evening, a co-main event of the night, featuring 10 rounds of boxing in the heavyweight division. Introducing, in the blue corner, fighting out of Los Angeles, California, weighing in at 215 pounds, with a professional record of 20 wins. Trận đấu giữa Mike Tyson và Henry Tillman. Trận chiến diễn ra tại Caesar Palace, Paradise, Nevada, USA. Trận chiến dự kiến diễn ra 10 hiệp do ông trọng tài Richard Steele điều khiển trận đấu. Võ sĩ Henry Tillman, võ sĩ hạng nặng người Mỹ, anh từng giao đấu với các võ sĩ nổi tiếng, trong đó có Evander Holyfield cho chức vô địch hạng nặng WBA. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, anh có thành tích là 25 trận thắng, 6 trận thua, trong đó 16 lần hạ knockout đối thủ. Bước vào trận đấu với thể hình cao to vượt trội so với Mike Tyson, Tillman chọn lối pháp chống áp sát, chống xâm nhập. Anh sử dụng những bước di chuyển linh hoạt để phòng thủ và tung ra các đòn độc nhằm hạ đối thủ. Hãy chờ xem với đấu pháp này có làm khó dễ được Mike thép không nhé. Question, how much does that remind Tyson of the overhead right that Buster Douglas kept stuffing into his mouth in Tokyo? Great. Every time that Tillman lands a punch, it reminds him, it brings back that memory. Mike Tyson is a man with conviction. He wants to be impressive. He wants to impress not only himself, but to the critics and say, Mike Tyson was beaten soundly by Buster Douglas. Tillman's idea, move, box. Jab, fast combinations, give Tyson angles. All very well and good. What happens when he gets hit? The right hand of Tillman needs to be close to that chin. He knows when he drops it. Periodically drops it. Now, Jim, he's doing the right thing. Tillman is. When Tyson comes inside, if he's not going to punch, tie him up. Break his rhythm. Solid right hand by Tyson to the body. Tillman staggers backward. Mike goes at him, and Tillman grabs and holds on. I believe Tillman's going to stand there and try to drop his right hand because he's trying to time Mike Tyson's onslaught. Not that much movement from Tillman there. Tillman missed with an overhand right. Trying exactly as you said he would to drop it in. Right to the face of Tillman. He grabs and holds on. That one was a bit of a glancing blow. Tillman now is trying to fight Mike Tyson. He should be doing a lot more movement than he is now. He's allowing Mike Tyson to trap him. Có thể nói đúng một câu, tao cố chạy mà cũng không thoát, nó cố tình đánh tao cho được. Henry Tillman đã nắm kiểu gì mà cứ chạy lòng vòng rồi sử dụng các cú ôm để chống lại những đòn tấn công vũ bão của Mike Tyson. Anh phòng thủ quá thụ động, chiến thuật này không sớm thì muộn cũng phá sản, vì nếu kết thúc trận đấu thì cũng bị xử thua mà thôi. Ngoại trừ anh chủ động tấn công, đúng như vậy,
Khi hiệp 1 còn 25 giây nữa là kết thúc, thì Mike Tyson dồn Tillman vào góc đài và tung ra một đòn móc tay phải kinh hồn bạc vía vào trán bên trái của Tillman, kết liễu không thương tiếc số phận của Henry Tillman. Nhìn Henry Tillman cao to mà khi trúng phải đòn móc phải của Mike Tyson thì anh nằm vật ra sàn, ngay đơ cắn cuốc, thì các bạn biết sức mạnh kinh hồn của đòn đánh thế nào rồi. We came here for a two-ring circus, and we got it. One more look at the Hail Mary right hand. I know I'm going to land it somewhere here. And Tillman never responded at all to... Champion of the world is now in the ring. Muhammad Ali makes his way across. Trận đấu tiếp theo, Mike Tyson và Larry Holmes. Trận chiến diễn ra tại Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, USA. Trận chiến trong khuôn khổ tranh chức vô địch hạng nặng thế giới WBA, WBC và IBF, mà Mike Tyson là đương kim vô địch. Larry Holmes là võ sĩ thách đấu. Trận chiến dự kiến diễn ra 12 hiệp do trọng tài nổi tiếng Joe Cortez điều khiển trận đấu. Võ sĩ Larry Holmes thật vô cùng thiếu sót nếu không đề cập đến một cái tên, đó là võ sĩ lừng danh Larry Holmes. Larry Holmes, vậy ông là ai? Larry Holmes là võ sĩ quyền Anh huyền thoại người Mỹ từng nắm giữ nhiều đai vô địch hạng nặng thế giới WBC, IBF và The Ring. Anh trị vì triều đại của mình khi nắm giữ đai vô địch hạng nặng WBC lâu nhất với 19 lần anh bảo vệ thành công. Anh là một trong 4 người duy nhất đã đánh bại được huyền thoại của huyền thoại Muhammad Ali khi Ali đang thời đỉnh cao của sự nghiệp. Trong thi đấu, anh có biệt danh là sát thủ Aston do bản tính hung hăng và nguy hiểm trong phong cách chiến đấu của anh. Bước vào trận đấu này, Larry Holmes có thành tích 48 trận thắng, 2 trận thua và 34 lần hạ knockout đối thủ. Trong khi Mike Tyson có thành tích 32 trận thắng, chưa thua trận nào và 28 lần hạ knockout đối thủ. Bây giờ Trading Go kính mời quý vị xem trận chiến kinh thiên động địa giữa sát thủ Aston Larry Holmes, dày dặn kinh nghiệm và chiến binh trẻ mình đồng da sắt Mike Tyson, Mai Thép. Hãy chờ xem một chiến binh dũng mãnh có lật đổ được một ông vua đang thống trị triều đại của mình một cách chắc chắn qua 19 lần bảo vệ thành công các cuộc xâm lấn của những chiến binh trẻ khác không nhé. Mặc dù có thể hình vượt trội so với Mai Thép, Larry Holmes cao 1m91, xẻ tay 2m06, nặng 115kg. Trong khi Mike Tyson cao 1m78, chiều dài xẻ tay chỉ có 1m80, nặng 109kg. Sự thua thiệt về thể hình đối với Mike Thép không có nghĩa là gì. Anh đã từng hủy diệt những võ sĩ cao to hơn thế như Frank Bruno, Francois Botha, Peter McNeely. Đôi khi chính chiều cao vừa phải và thân hình đậm chắc, nói theo dân giả có nghĩa là dày cơm. Nó tạo sự cân bằng trọng tâm cơ thể tốt hơn các võ sĩ cao to. Điều này lý giải vì sao anh có biệt danh là Mai Thép. Vì anh rất chắc chắn có bị đánh ngã trong những pha đôi công khi trúng những cú đấm của đối phương. Larry Holmes, kẻ có biệt danh là sát thủ Aston, biết rất rõ sự nguy hiểm của Mai Thép, nên anh ta phòng thủ chắc, di chuyển rộng, sử dụng triệt để chiều dài sải tay của mình để giữ khoảng cách an toàn giữa Mai Thép. Hãy chờ xem chiến thuật của sát thủ Aston có giúp anh khắc chế được lối đánh hủy diệt của Mai Thép không nhé. Sát thủ Aston dễ dàng vượt qua hiệp 1 đầy sóng gió. Không biết là anh ta sẽ áp dụng chiến thuật gì đây để khắc chế được con hổ dữ trẻ sung mãn đang sẵn sàng vung nanh vuốt tấn công một con mồi không đây. Ở tuổi 38, sát thủ Aston trông vẫn còn rất khỏe, anh vẫn di chuyển nhanh nhẹn với đấu pháp hợp lý. Mai Thép gặp rất nhiều khó khăn trong trận chiến này. Nên nhớ rằng Larry Holmes đã trở lại chiến đấu theo tiếng gọi của nhà môi giới quyền Anh quyền lực lúc bấy giờ là ông bầu Don King, và anh được trả thù lao là $3 triệu cho dù thắng hay thua. Có lẽ ông bầu Don King muốn đánh bóng tên tuổi con gà đổ của mình là Mai Thép khi cố gắng tổ chức trận đấu trong mơ giữa hai ông vua quyền Anh lúc bấy giờ.
missed him with a right hand and almost nailed him on the chin. Vẫn còn đó sự nguy hiểm của nhà vô địch hạng nặng thế giới từng hạ huyền thoại Muhammad Ali. Nếu mai thép không cẩn thận có thể bị đánh đo ván ngay. Chính Holmes trước trận đấu đã mạnh miệng tuyên bố rằng anh sẽ hạ đo ván Mike Tyson. Nói thì dễ dàng, hãy chờ xem sát thủ Aston có thực hiện được lời hứa không nhé. Again, Tyson tries to put the pressure on Larry. As we show you a replay, is Tyson boring in? Look at the look on Larry's face. He looks almost in total fear. Tyson runs from his stool, attacks Holmes. He's going to keep the pressure on him constantly. At 21 years old, he feels he can wear him down. And just Larry going 3 minutes for 6, 7, 8, 9, 10 rounds. If it goes that far, he's going to run out of gas unless he's in better shape than most people believe he can get his body in. But he's got to start mounting some offense. Khán giả có dịp một kỹ sơ thị sức mạnh ghê gớm của cú đấm tay phải danh bất hư truyền của nhà vô địch Larry Holmes, sát thủ Aston rồi đấy nhé. Larry is a guy in his career that won his fights with accumulation of punches. Although he had at one time a wonderful streak of knockout wins, Holmes still won most of his fights by accumulating punches before his knockouts occurred. This is the third round. All right, three. We got three. Let's go. Get the arms out. Get them out. Let's go. Mike attacks. Larry has brilliant defense. Mike really hasn't been able to catch him flush yet. Larry tries to do something inside, and Mike counters by throwing 4 or 5 punches. Mike almost has to reach up, forgetting he's 5'11 and a half. Larry's 6'3. Mike's head is right in the face of Holmes. Holmes knows brilliantly how to tie him up and how frustrating it is. Break out clean, break out clean. Let's go. Come on, yeah. Larry with that left hand down, and he better not leave it down. He better keep it up in the face of this guy. Seconds to go in this, the third round. Like to keep your hands up. Oh, first good right hand landed. That was right at the bell. All right. Okay. Let's Larry go. Holmes. You hear them talking. Watch this. This is the part right at the end of the round. He caught Larry flush that time. Larry able to shake it off and come back with a shot of his own. Now the Bell son had trouble with a bloody nose in training. He has a bit of blood trickling from his nose now. But that's not a question of dirty fighting. When you hear the bell and you're in the middle of a combination of punches, you don't stop. This is round four. Let's see if Larry can pick up the offense a bit. Larry up on his toes now. This is the way a young Larry Holmes would have fought Mike Tyson. Now Holmes is maybe going to open up some offense here. The crowd loves to see this. Larry definitely a sentimental favorite. You see that head right in the face of Larry Holmes? Nothing said by Joe Cortez about that. Here's Tyson attacking again. Larry knows exactly how to take away that punching power in tight. Larry has a more confident look in his face now than he had. Đầu hiệp 4, Larry Holmes trông vẫn còn quá sung sức. Anh vẫn nhảy múa quanh một con hổ đói hung hãn đang nhăm nhe vung nanh vuốt sắc bén để tiêu diệt con mồi. Tuy vậy, Mike Tyson quá mạnh, tung ngay một cú móc trái uy lực vào quay hàm phải của sát thủ Aston. Số phận của kẻ sát thủ Aston giờ giống như ngọn đèn dầu leo lét trước cơn cuồng phong giận dữ. Và đúng như vậy, thưa các bạn, khi sức mạnh đã kém dần và đôi chân đã mệt mỏi qua sự di chuyển suốt từ đầu hiệp 1 đến giờ, nó đâu còn vâng lời chủ của nó nữa.
thì sát thủ Aston tỏ ra thiếu cảnh giác. Bất thần, đùng! Một cú đấm thẳng tay phải trời long đất lở vào trực diện quay hàm trái của sát thủ Aston. Cú đấm này mạnh đến nỗi người cách xa 50m còn nghe rõ âm thanh giận dữ của cơn cuồng phong. Khi ông trọng tài Joe Cortez cho phép tái chiến, hậu vệ Mai Tyson nhảy bổ vào xé xác ngay con mồi kẻ sát thủ Larry Holmes một cách tàn nhẫn. Chuyện gì đến cũng phải đến. Larry Holmes tội nghiệp. Larry Holmes và Hussy Quách làm sao mà chống lại những cơn cuồng phong từ địa ngục. Nó thổi bay tất cả. Trong đó có ba cái đai vô địch WBC, WBA, IBF. Thôi Larry Holmes, sát thủ Aston cần phải trở lại nắm giữ những cái đai vô địch danh giá trong mơ vậy. Ở đời mà người ta nói thần khẩu hại sát phàm. Có lẽ lời tuyên bố hùng hồn của Larry Holmes trước trận đấu là sẽ đánh nóc ao Mike Tyson chứ là lời nói cho tăng khí thế trận đấu để dễ dàng đúc túi $3 triệu mà thôi. Tuy vậy cũng khá khen tranh vì các giọt sĩ khác thường cầm cự đến hiệp 1 là coi. Còn lần này anh trụ vững cho đến hiệp 4, quả là một kỳ tích còn gì. Đến đây Tradingo xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của đại gia đình trong thời gian vừa qua. Kính mong đại gia đình tiếp tục đăng ký, xem và chia sẻ video với bạn bè. Tradingo xin kính chúc đại gia đình một ngày bình an. Cảm ơn.